Xin chào mọi người, lại là Súp Lơ đây. Hôm nay, Súp Lơ sẽ mang đến cho các bạn một bộ xuyên không siêu hay. Thanh niên xuyên không làm thế tử Trấn Bắc Vương, một tay khuấy đảo triều đình. Súp Lơ chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Vậy, cho Khanh. Giờ Khanh chạy đến nói thất bại rồi. Khanh còn mặt mũi nào? Bệ hạ. Sở Thiên Kiều không chỉ giam cầm hai đứa con của thần, còn đem đầu người của thị vệ bệ hạ chỉ định treo lên tường thành. Tốt. Tốt lắm. Vị tân Trấn Bắc Vương này của trẫm đang thị uy với trẫm à? Trẫm thật đã xem nhẹ hắn. Nhưng mà Thiên Hùng và Sở Thiên Bắc đều không còn nữa. Đại quân nước Ngô áp sát biên cương, tên Sở Thiên Kiều này còn có thể làm nên trò trống gì chứ? Phải giám sát ngự sử đến đó, giám sát chiến sự vùng Bắc. Một khi vùng Bắc tổn thất nặng nề, lập tức tước binh quyền của hắn, bắt Trấn Bắc Vương vào kinh diện thánh. Trước đây vẫn lấy buôn bán lương thảo làm chính, bảo các châu từ nay không được bán lương thảo cho vùng Bắc. Không đến thử sao biết được. Đây thật sự là rượu. Đầu lưỡi hơi chát. Tiếp theo là hương trái cây và hương rượu, nhưng hương vị lại có một phong vị riêng. Hương thơm trong miệng lưu chuyển giữa môi và răng, khiến người ta không thể ngừng. Rượu ngon, rượu ngon. Vương gia, đây là rượu gì vậy? Rượu này có tên gọi là rượu đỏ, do bản vương tự tay nghiên cứu ra. Cái gì? Rượu này lại do tay vương gia làm ra. Thật không dám tin. Đây vẫn là vị thế tử ngày xưa của vùng Bắc, ai cũng tránh né, lêu lổng ăn chơi sao? Sau khi làm vương gia, lại có bản lĩnh lớn như vậy. Nếu ta nói với ngươi, rượu này phụ nữ uống có thể giữ nhan, đàn ông uống có thể cường thân thì sao? Phạt nàng. Vương gia, tên vương hiếu tôn này rõ ràng đến đây không có ý tốt, sao không giết hắn đi? Không dễ giết như vậy đâu. Tuy vùng Bắc chúng ta núi cao xa hoàng đế, nhưng nếu giết hắn, một khi để lại tiếng xấu, cũng khá phiền phức. Vương gia nói phải. Nhưng vương gia vừa rồi đã làm nhục hắn một phen, coi chừng vương hiếu tôn sẽ không bỏ qua đâu. Đi một bước tính một bước thôi. Nếu hắn an phận về kinh phục chức cũ, nếu không thì phải rồi. Hắn ở đâu? Trạm dịch phía đông. Người từ kinh thành đến rồi, lại là vương thúc. Vương thúc có thánh chỉ trong tay, không chừng có thể giúp ta cứu Phạm Thị. Xem ra ta cần gặp ông ấy. Nếu vương thúc có thể giúp, không chừng huynh đệ chúng ta có thể thoát khỏi biển khổ. Lúc đầu đã cảm thấy việc này có gì đó kỳ lạ, chỉ là không ngờ kẻ thực sự đứng sau màn lại chính là lão hoàng đế. Bắc vực phát triển quá nhanh, nhanh đến mức đã khiến hoàng đế sinh lòng đề phòng. Phạm Bộ, ngươi có nghĩ rằng bản thân ngươi từ đầu chỉ là một quân cờ của lão hoàng đế? Ngươi ngay cả sinh tử của ngươi cũng không giữ được. Ngươi dám giết ta? Giết ta rồi ngươi trốn được sao? Hoàng đế thì ta quả thật không dám. Còn ngươi, giết ngươi quả thật hơi phiền phức, nhưng cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Ngươi nghĩ xem, ngươi còn có gì để thương lượng? Con cái của ngươi âm mưu chiếm Bắc vực bất thành, ngay cả ngươi cũng ở trong tay bản vương, còn có Tôn Luật làm nhân chứng. Lúc đó ta cầm cái này đi đe dọa hoàng đế, để dập tắt cơn giận của Bắc vực, người đầu tiên chết sẽ là ngươi. Dù sao ngươi vẫn còn chút tác dụng. Sở Thiên Kiều nói không sai, một khi sự việc lộ ra, hoàng đế cũng cần phải cho Bắc vực một lời giải thích để hòa hoãn quan hệ, còn ta sẽ bị hoàng đế vứt bỏ. Phạm Bộ, ngươi muốn cứu gia tộc thì phải theo ta. Sở Thiên Kiều, ngươi đừng hòng mê hoặc bản tướng. Lão già này sống đủ rồi, chết cũng không tiếc. Nhưng con cái của ngươi, ngươi muốn thấy chúng bị liên lụy sao?
Ngươi trí tuệ không kém Sở Thiên Hùng. Thiên Hùng thủ đoạn không lọt với Chu Thiên. Nhà họ Sở sao lại sinh ra yêu nghiệt như vậy? Hắn nói đúng. Ta không quan tâm sống chết, nhưng những người khác trong nhà họ Phạm là vô tội nên như đầu với hổ. Vậy Vương gia định hợp tác thế nào? Thế này mới phải chứ. Kẻ biết thời thế là anh hùng. Nói đi. Miếng lệnh bài trấn Bắc quân này trước đây ở trong tay ông nội ta, ngươi lấy được thế nào? Là thánh thượng ban cho. Quả nhiên là lão hoàng đế. Tốt nhất đừng giống như điều ta nghĩ. Nếu không thì dù là núi cũng phải xem xét. Ngươi còn biết gì nữa? Đúng là như vậy. Ông nội của ngài Sở Thiên Hùng, ông ấy vẫn còn sống. 2 năm trước, vương phụ Sở Thiên Bắc nhận chiếu chỉ của hoàng đế, dẫn quân đến chiến trường phương Nam. Cuối cùng đã tử trận. Phương Nam rơi vào một trận hỗn chiến. Không còn cách nào khác, ông nội đã hoa giáp chi niên, Sở Thiên Hùng khoác giáp lên đường, lại một lần nữa dẫn quân đến chiến trường phương Nam. Tuy đã giành chiến thắng, nhưng ông nội cũng trong cuộc chiến đó tử trận. Bây giờ ngươi nói với ta, ông nội vẫn còn sống. Vẫn sống. Vậy tại sao ông nội ta không về Bắc Vực? Về không được. Nói rõ ràng cho ta, nói rõ ràng, tại sao về không được? Vì có người không muốn ông ấy về. Với trí thông minh của vương gia, chắc không cần ta nói nhiều. Lão hoàng đế, ở Đông Chu này, người khiến lão già kiêng nể không nhiều. Sau khi phụ vương mất, ông nội lại quản lý Bắc Vực, nắm giữ 5 đại quân. Người có thể kiềm chế ông ấy càng ít hơn. Ngoài lão hoàng đế, không tìm ra người thứ hai. Vương gia, tin tức ngài muốn biết, ta đã nói hết rồi. Bây giờ có thể tha cho con của ta được chưa? Tên cẩu hoàng đế. Nhà Sở ta vì Đông Chu tận tụy trấn thủ Bắc Vực, hắn lại đối xử với nhà Sở ta như vậy. Ta hỏi ngươi lần nữa, phụ vương ta có phải cũng bị hắn hại không? Vương gia, ngài có biết biết càng nhiều càng chết nhanh. Bản vương đang hỏi ngươi. Vương gia, chẳng phải đã biết câu trả lời rồi sao? Phạm tướng biết nhiều như vậy, có phải cũng tham gia trong đó không? Chuyện lớn như vậy, người tham gia đâu chỉ mình ta. Nhưng bản tướng xin lấy đầu đảm bảo, ta chỉ biết chuyện chứ không phải người thực hiện. Tốt nhất là vậy. Hôm nay bản vương phải biết tất cả manh mối. Vương gia, đối với nhiều chuyện tốt nhất là đừng nên biết. Phạm Bộ, ngươi và ta cũng tiếp xúc một thời gian, tính cách của ta ngươi nên rất rõ. Ta sẽ không nói lần thứ hai. Trách chỉ có thể trách lòng đế vương thôi. Đông Chu thành lập đã hơn 100 năm, hoàng thất ngày càng suy yếu, ngược lại Bắc Vực phát triển vững vàng, ngày càng hùng mạnh. Bên cạnh giường ngủ, sao có thể để người khác ngủ say? Đạo lý công cao trấn chủ, chắc vương gia hiểu rõ hơn ai hết. Bắc Vực càng hùng mạnh, trong lòng thánh thượng càng bất an. Vậy nên lão hoàng đế tìm mọi cách muốn trừ khử Bắc Vực chúng ta phải không? Đó chỉ là một phần. Thứ hai là hoàng thất hậu kế vô nhân. Tuy thánh thượng có nhiều con cái, nhưng không có hoàng tử nào đủ tài. Nếu có một vị hoàng tử có thể kế thừa đại thống, chỉ riêng phẩm hạnh của thái tử hiện tại đã sớm bị phế bỏ rồi. Đáng tiếc là hậu kế vô nhân. Thánh thượng lo lắng sau khi băng hà, tân hoàng vô năng không kiềm chế được Bắc Vực, nên muốn khi còn tại vị thu hồi Bắc Vực. Như vậy chiến tranh phương Nam cũng là giả, tất cả đều là kế hoạch của hắn phải không? Không phải. Nếu là giả, làm sao qua được con mắt tinh tường của lão vương gia và những người khác? Chiến tranh phương Nam vừa thật vừa giả, đánh là thật, nhưng chỉ là một mũi tên trúng hai đích. Trấn Bắc Vương không chết, chiến tranh phương Nam sẽ không kết thúc. Tên cẩu hoàng đế. Tên cẩu hoàng đế. Nhà Sở ta phụng sự Đại Đông Chu 100 năm,
lại đổi lấy kết quả như vậy. Bảo sao hoàng đế có thể lấy ra lệnh bài trấn Bắc quân, thì ra đều là âm mưu quỷ kế của lão hoàng đế. Đúng rồi, tại sao ông nội ta vẫn giao để chúng ta mang đi được? Vậy phải làm sao, bà của chúng ta, hay là để Phạm Bộ vận chuyển ra ngoài? Bản vương lúc đầu cũng nghĩ vậy, nhưng giờ nghĩ lại có điểm không ổn, dễ phản tác dụng. Bây giờ đã không còn cách nào nắm được Phạm Bộ đã, hắn cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm. Đừng nhìn bây giờ hắn đối với bản vương cúi đầu khom lưng, đó cũng chỉ là kế hoãn binh của hắn. Người ngồi được vị trí tể tướng không ai đơn giản cả. Chẳng lẽ Phạm Bộ thông đồng với hoàng đế? Cũng không hẳn vậy. Lão hoàng đế bản tính đa nghi, một khi phát hiện Phạm Bộ là một phe với chúng ta, tuyệt đối sẽ không để sống. Phạm Bộ cũng biết điểm này, hơn nữa hắn đã lên thuyền của ta thì tuyệt đối sẽ không đảo hướng, nếu ta đoán không nhầm. Bây giờ hắn đã bí mật di chuyển ra Quyến rồi, vậy bạc của chúng ta phải làm sao? Không sao, có người giúp bản vương đường hoàng vận chuyển ra ngoài. Thuộc hạ ngu dốt, mong vương ra chỉ điểm. Công chúa Tây Việt. Không sao, có người giúp bản vương đường hoàng vận chuyển ra ngoài. Công chúa Tây Việt. Vương gia đã kết thân từ khi nào? Công chúa Tây Việt. Vương gia đã làm thân khi nào? Làm sao có thể giúp chúng ta? Rất nghi ngờ tại sao lại là Ninh Hồng Anh phải không? Là vì công chúa Tây Việt thân phận ở đó sẽ không bị lính canh thành gây khó dễ. Nàng đến để hòa thân. Hoàng đế gần đây bận rộn dây dưa với ta, nhưng không có ý từ chối nàng, nên thân phận của nàng rất có thể là phi tử tương lai, nên sẽ không bị giám sát. Gửi chút đồ ra ngoài, tất nhiên không ai biết. Nhưng mà công chúa Tây Việt dựa vào đâu giúp vương gia? Bản vương có cách mà nàng không thể từ chối, chính là bây giờ nàng là nữ nhân của bản vương. Hoàng đế tuyệt đối không cho phép phi tử của hắn không trinh tiết, nên nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Không trách được vương gia lại hành sự như vậy với công chúa Tây Việt, thì ra là một phần trong kế hoạch của vương gia. Vương gia quả thật mưu lược phi thường. Ta không nói bậy đâu, lúc đó chỉ là thấy sắc động tâm thôi. Được rồi, anh thế nào? Kế hoạch rất thành công. Chúng ta đã ngụy trang tất cả bạc vào trong đoàn xe Tây Việt, không bị ngăn cản gì. 5 ngày trước đã hội quân với bên ngoài thành, hộ tống công chúa Tây Việt về Bắc vực. Dự kiến trong 2 ngày sẽ đến nơi. Còn bên hoàng đế thì sao? Có động tĩnh gì không? Theo báo cáo của thám tử, 5.000 ngự lâm quân canh gác hoàng cung chưa có gì bất thường. Nhưng cấm quân trong kinh thành gần đây lại tập luyện rất thường xuyên. Xem ra lão hoàng đế này đã ngồi không yên rồi. Chỉ cần nỏ Liên Châu Thiên Kiều thử nghiệm thành công, hắn chắc chắn sẽ ra tay. Vương gia, chúng ta có nên ra tay trước không? Nói bậy. Khi lão hoàng đế chưa xe rách mặt nạ, ai động thủ trước, người đó sẽ không chiếm lý. Dù là ngự lâm quân hay cấm quân, những thứ này đều là bài ngửa. Lá bài tẩy của lão hoàng đế là gì? Xem ra chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn thôi. Vương gia, ngài chuẩn bị đi. Nỏ Liên Châu Thiên Kiều đã thử nghiệm thành công rồi. Hoàng thượng và người của công bộ đang trên đường đến bãi thử nghiệm. Bây giờ là cơ hội tuyệt vời để đến Tử Lao. Quân cờ đã đặt xuống bàn, giờ phải xem ai có thủ đoạn cao hơn rồi. Hồi loạn, cấm quân bị chặn, Sở Thiên Hùng đã chết, chỉ còn cửa thành là phòng tuyến cuối cùng. Trẫm phải đích thân chỉ huy, đem Nỏ Liên Châu Thiên Kiều gửi hết qua đó cho trẫm. Vâng, trẫm muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết trong vũ khí do chính mình thiết kế. Đi. Vương gia đã xé mặt với hoàng đế rồi, sao không giết luôn Chu Nghi? Chu Nghi bất quá là con rối. Hoàng đế muốn mượn tay ta giết hắn, chỉ cần ta giết hắn, hoàng đế sẽ danh chính ngôn thuận tấn công ta. Nhưng ngươi nói đúng, đã lật mặt rồi cũng không cần quan tâm nữa. Ta chỉ muốn làm hắn khó chịu, để hắn tự tay giết con trai mình. Vương gia, xe ngựa ở cửa thành đã bị bắn thành cái dây rồi. Không ngờ lão hoàng đế này ác độc đến vậy. Nhưng mà